lên cái nào? Lên tốc độ mạnh lên tốc độ mạnh xíu nữa thì xuống về thì xuống clip. Xuống clip mình xuống lặn clip đó cho nó canh vừa cái chân mình để mình mà đạp thôi. Nặng quá thì mình lên clip tiếp. Còn cái dĩa thì khỏi cần lên. Cái dĩa để vậy chơi hoài đi, còn cái clip thôi, chủ yếu là chú lên xuống clip thôi, vừa chân chú để chú đạp thôi. Rồi chạy sát vô đàng hoàng. Đây tình hiện tại giờ xe coi cẩn thận đi. Mấy anh em cẩn thận vô. Giờ cái đổ từ từ không cần gấp. Xuống clip. Đó rồi khỏe rồi xuống clip nữa. Đúng rồi, đó vậy đó, cái đeo bám vô. Hiện tại là chạy 5 km/h. Vừa thôi, đừng có nặng quá để gập bẻ chân nha. Rồi sát vô xe phía sau đó. Hiện tại là đang chinh phục đèo. Cứ từ từ đi theo thôi chứ không có gì hết. Chạy đó đi, không quan trọng. Tại vì cái này nó hơi khó chỉnh, chỉnh từ ly từ tí nó mới hết cọ kiểu đó. Đó lên thì nó bớt cọ lại. Từ từ mà chinh phục thôi, còn xa lắm nên yên tâm. Buông, em đụng vô rồi buông chân. Để nó nhúc nhích cái chuột, cái ruột, cái tay, cái chân. Đó, thấy không? Ok, khỏe chưa? Sao thấy sao? Thấy tình hình sao? Dốc thôi mà. Thấy tình hình sao? Ê, tình trạng là chúng ta đã chinh phục được 3 km thì chúng ta đã thở hổn hển rồi. Một cái cung đường quá tuyệt vời. Còn có 29 km nữa thôi. Thành ra hiện tại giờ mấy anh em cứ từ từ mà chinh phục. Từ từ mà thưởng thức. Thì nó như chạy suốt luôn, không có lúc nào. Nó cứ vậy hoài đó. Đó trời ơi. Mấy cái clip này mà lên được tới chảnh rồi thôi, chết luôn. Còn mai mốc rồi cứ thả xe xuống đi, ngồi đi tới lôi đi chú Bảy. Đó, thả xe xuống nằm xuống đó đi. Rồi ok đàng hoàng rồi. Đi tới đi lôi đi, từ từ cung đường này nó đẹp lắm, thành ra ta cứ từ từ mà thưởng thức. Đó chụp mấy cái này cho coi. Đây có lưu lại hết trơn rồi, mấy anh cứ yên tâm đi, cái này là cái tour lưu niệm rồi. Mấy anh cứ yên tâm mà hình ảnh mấy anh không thể nào mà ấy được. Rồi hiện tại là chúng ta đã chinh phục được 3 km. Xa anh Bảy cho em hỏi thăm. Anh thấy một cái cung đường núi Bô Cô của chúng ta hiện tại đang chinh phục bên nước bạn thì nó như thế nào? Cây xanh mát mẻ đẹp. Đèo dốc thì cũng rất là thích thú. Ok. Nói chung là ở đây không có xe đò, xe công. Không có xe đò lớn. Đặc biệt là vậy đó, cứ tình tang mà đi. Một con đường rất là ok luôn, đường rất là đẹp luôn. Thở oxy. Bây giờ mà đem chừng 7 tấm bình oxy lên luôn, thở cho đã. Chỉ là dốc thôi mà. Có nhiều đâu. Mới đã sung dễ sao giờ chảy nước quá trời luôn rồi. Đi sao nào phải để anh em luôn đi. Rồi, từ từ thôi. Tại vì không còn nhiều lắm 29 lần chờ. Đừng cái đây đứa cứ chạy hoài là từ cây số mà cây 2 cây 3 cây ngừng nghỉ. Thôi muốn nghỉ thì cứ nghỉ rồi. Chứ anh không có bắt buộc anh chạy đâu. Anh cứ thích thoải mái, nghỉ thoải mái luôn, nghỉ vô tư luôn. Thì nghỉ tập thể chứ đừng đi nghỉ mà kia đâu mà không có mắc gì phải là đua chen chi. Mình cứ nghỉ thì nghỉ luôn, la lên là nghỉ. Cứ la lên nghỉ, la lên nhận lại rồi chắc đây lên chừng đó chừng 200 m nữa là nghỉ rồi chứ. Chứ đâu có đi xa đâu mà ấy. Chừng 200 m nghỉ nữa rồi. Trời ơi, giờ này mà còn nước mà đi tiểu nữa, mẹ nó ra không kịp ở đó mà còn đi. Ở đây khỏi cần đi tiểu, mấy anh đi hồ nước nó ra. Bác sĩ nói khỏi khắp, khám extra. Khỏi khắp vậy, không có tiểu đường, tiểu gì chứ. Lên má hết luôn. Một cung đường rất là đẹp nha, đường rất là đẹp, không có ổ gà gì hết mà không có xe lớn luôn. Nó không có xe nào hết trơn á.
mình xuống mình cứ ép sát sát thôi hay nhưng mà đổ dốc thì mình phải thắng cái, luôn. Cái đường này nhám đường cũng giảm đâu nó từ giảm ba mấy cây số. Nhưng mà đèo rem nó xe xe còn cái này là an toàn mà chạy bốn nếu chứ nhiều người ta đông bữa nay bữa nay nó ít thứ hai ít nè nếu còn rai rai mấy người ở trên nó xuống nằm ngủ trên nó đúng rồi ít lắm anh ra đó mình chạy phải thì đó an toàn về vấn đề xe đó đúng rồi nửa ngày cũng hay nói chung là nửa ngày. Rồi hiện tại tính giờ mấy giờ anh? 7:40 mà hiện tại chúng ta đã chinh phục được từ dưới chân núi lên là 3 km. Ở đây mấy phút? 3 km rồi mà không biết. Ngoài đường vô là 5 cây rồi đó chứ. Còn bắt đầu cột số 0 á. Cột số 1 lên tới đây là mấy 2 cây. Là 2 cây. Cây số đầu tiên đó là đến cái số này là mới cái 2 cây số. Đang đề số 3 đó. 3 mà. 3. Đây số 3. Ông ở dưới nó tính cây rồi. Dưới tính cây chân á. Ngoài đường vô là 3 cây. Rồi. Ok, người ta tính sao mình cứ y gan vậy thôi. Rồi, dẫn bộ lên, không cần chạy. Người ta tính sao tính mình tính thôi. Rồi, bắt đầu tiếp tục cuộc chinh phục cây số thứ 4, bắt đầu. Rồi, mấy anh em cây số này mấy anh em không cần chạy, dẫn thôi. Mấy anh em chỉ cần dẫn lên thôi. Rồi. Xuất phát. Lên đường.